Okay. Okay. They find time and calendar. Actually, we want to. Time and calendar. One more time. Okay. Now, here we go. Okay. We're going to do the role play game. I will be Bob and you will be Gerald. Okay? Yes. Em trước đó. Em đang lấy bình tĩnh. Luôn đi anh không sặc. Luôn đi. Okay. You are less. What time is this? 2 minutes after 6. After 6. I'm not late. 2 minutes is not late. Yes. Isn't 2 minutes less? Oh, look, it's fine to see. I'm early. So, for your birthday on Saturday, this August friend movie at the Avalon. A great French movie at the Avalon. Yes, August friend movie at the Avalon. Okay, there is a baseball game on Saturday night. Like you. Okay. Jay play at the art center at 8 PM. Life is a dream. Life is a dream. Life is a dream. Okay. Life is a dream. All right, here we go. Mm-hmm. The tiger are playing the giant. You know baseball. Oh, look. Yes. Moja concert on Saturday. there is a Moja concert. Concert. Yes. Em đọc cái chữ mà nó cứ phẩy bên trên là nó hay đọc ra chữ lắm nhé. Cái dấu phẩy nó là chữ y đó. Is. Yes. Thì mình yes. There's a Mozart concert. Yes. There's a Mozart concert. Concert. Yes. A Mozart concert on Sunday. Will you like to go? Would you like to go? Mm-hmm. What time? 7:30. The bone game at 7. Bé quá, chẳng thấy cái gì cả. Oh wow, just on top by the poster, Alan Lee at the anniversary on. On Saturday night, your birthday on Saturday. No, it is your birthday. Would you like to go to a baseball game for your birthday? Mm-hmm. Would you like to go to a baseball game for your birthday? Would you like to go to a baseball game for your birthday? Again, would you like to go to a baseball game for your birthday? Would you like to go to a baseball game for your birthday? Baseball game for your birthday. Baseball. Baseball game. Baseball game. Okay. Would you like to go to a baseball game for your birthday? Would you like to go to a baseball game for your birthday? Uh-huh. Okay. Baseball game for your birthday. A baseball game, that's so great. Baseball game, that's a great. Okay, now one more time. In this time, I want you to be Bob, and I will be Gerald. Okay, now here we go. Okay. You late. What time is it? What time? Is this? Is it? What time is this? Em có nhìn thấy cái chữ y và chữ ít nó nối lại với nhau phải is this không? Có. What time is it? What time is this? What time is it?
Đó, em có thấy nó đọc thì nó nhanh hơn. What time is it không? À, nếu mà mới đọc thì what time is it? It is. What time is it? Okay, 2 minutes after six. I'm not less. 2 minutes is not less. Yeah, it is. 2 minutes. 2 minutes late. Oh, look. It's 5 to 6. I'm early. I'm early. I'm early. Okay, so for your birthday on Saturday, there is a great French movie at the Avalon. There's a baseball game on Saturday night. On Saturday night. Okay, there's a play at the Art Center at 8 p.m. Life is a dream. The tiger play the giant. You love baseball. You know baseball. Oh, look, there is a Mozart concert on Saturday. Would you like to go? What time? About 7. The ball game is at 7. Okay. Oh, wow. There is a talk by writer Alan Lee at the university on. On Saturday night. It's your birthday on Saturday. No, it's your birthday. Would you like to go a baseball game for your birthday? A baseball game, that sounds great. Okay, baseball game, that sounds great. Baseball game, that sounds great. Okay, now, I'm going to put on a chút. Okay, now there are some new words here. An expression, I want you to read more than new words and expression in this video. Baseball, a talk, a play, concert, art center, writer. Art center. Okay. Writer. What's writer? Why? Writer. Writer. Okay. Writer. 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 Okay. Writer. Thì biết không? Không. Không. Em trả lời cái hồi nãy. Writer là gì? Anh cho em xem lại cái. Writer thì em muốn xem gì nào? Em muốn xem cái từ writer đấy là cái gì? Nhưng ở chỗ nào ta? Oh, xem có chữ đấy nhỉ? Nhà văn. Yes, okay. Now, em hiểu hết tất cả những nghĩa của từ này chưa? Nhớ rồi. Em có hiểu những từ nghĩa không chứ? Mà em nhớ hiểu không cả. Chơi bóng chày, chơi concentre. Tại vì em viết vào mà. Bóng chày. Cái gì? Nghệ thuật. Trung tâm nghệ thuật. Cái gì nữa kia? Nhà văn trung tâm nghệ thuật. Cái kia là cái gì? Chơi. Hết rồi.
Okay, now, in the next part, I will ask some questions about video. Dạ, anh cho hỏi em câu hỏi luôn để em vào luôn cái bài. Đó, dễ luôn. Dễ luôn. Không, với anh dễ luôn cho em luôn. Nghẹn. À, trời ơi, anh học cái này đi dễ. Ngày càng em sẽ học lớp 6, anh muốn làm cái này luôn. Trời. Okay, what time was Bob's appointment? What time was Bob's appointment? Sunday. Ah, what time? What time? À. Thời gian cuộc hẹn là em không hiểu câu này tại vì em không có trả lời, tại vì em không hiểu là thời gian mà nó sẽ hẹn để đi hay là thời gian mà đang nói chuyện hay là gì đó. Thời gian của cuộc hẹn của Bob và Cheryl là mấy giờ? Two minutes. Now, what time was Bob's appointment? Trước 6 giờ. Mm-hmm. It's 6 o'clock. Hẹn 6 giờ, okay. 6 giờ, mà nó đến 6 giờ 2 phút đúng không? Đúng rồi. Okay, it's fine. It's 6 o'clock, okay? Okay. Now, the next question is, was Bob on time? No. Bob was not on time? No. Okay. Was Bob late? Was Bob late? Uh-huh. Was Bob late? Was Bob late? Có phải Bob đến trễ không? Yes. Yes xong gì nữa? Nếu mà trả lời cần động từ. Mm-hmm. Yes, he was. Was Bob late? Yes, he was. Yes, he was. Okay. Which place had the greatest French movie? Avalon. Now, which place has the greatest French movie? Cái nơi nào mà có cái bộ phim Pháp đó? Tuyệt vời lắm. The Avalon. Avalon. Okay, at the Avalon. Okay, there is a great French movie at the Avalon. Mm-hmm. Anh chỉ cho em cách trả lời câu hoàn chỉnh. Đó, em chỉ đọc lại câu đó thôi. Ví dụ như là which place has the great French movie? Em trả lời là there is a great French movie at the Avalon. Vậy thôi. Và ví dụ như anh hỏi câu vừa nãy là was Bob on time? Yes, he was. Bob was on time. Vậy thôi. No gì? No, he wasn't. He was not on time. Was on time. Oh. Okay. Okay, when is the baseball game? When is the baseball game? It's the baseball game on Saturday night. On Saturday night, okay. And when do the play okay. What is playing at 8 p.m. at the art center? Life is a dream. Life is a dream, okay. That's a dream. What is the name of the play? What is the name of the play? What is the name of the play? Tên của bộ cái đó là cái gì? Em tên chỉ biết là hả? Play là gì nào? Tên của trò chơi đấy là gì? Không phải trò chơi, trời ơi, play ở đây không phải là trò chơi, em hiểu nhầm ý đó. Mà kiểu tên của cái chỗ mà kiểu vở kịch đó là cái gì á? Đúng rồi, tên của vở kịch chứ không phải tên của trò chơi nha. Nhưng mà nó không có tên. À mà em không có tên. Tên chỗ nào?
Em chỉ viết là Life is a Dream thôi, tại vì không biết tên ở chỗ nào hết á. Đấy, Life is a Dream và cái tên đó. Thế à? Thôi thôi. Thấy là Life is a Dream là tên của một quả phim. Cuộc sống là một giấc mơ sao? The dream là giấc mơ, life là cuộc sống. Cuộc sống là một giấc mơ, quả phim cuộc sống là một giấc mơ. Đời không như là mơ. Đây, em đã bắt đầu nói tin nhỉ, nghĩ rõ là hơn. Now, okay. The tiger and the giant are part of what sport team? Life is a dream. No, no, no. The tiger and the giant are part of what sport team? Cái đội bóng chú hổ và cái đội bóng người khổng lồ. Là đội bóng gì nhỉ? Đội bóng gì? Em chỉ biết là baseball thôi. Thì đấy là baseball, là baseball game. Thế à? Baseball, baseball team, đội bóng chày á. Baseball. Em toàn trả lời đúng mà em không dám nói nhỉ? Em sợ sai. Tại sao phải sợ sai? Sợ bị chửi. Ai chửi em? Anh chửi. Anh chửi qua. Hôm qua là anh gọi là làm lại tư duy cho em thôi. Còn anh có bao giờ mắng ai đâu là nữa. Ok, now again. The tiger and the giant are part of what sport team? Ok. Now the tiger and the giant are the part of what sport team? Anh ơi em không hiểu. Khi mà cái đội bóng chày cái đội bóng chú hổ đội bóng người khổng lồ là một phần của cái đội thể thao nào đấy? Anh vừa mới trả lời cho em xong hỏi lại em không biết. À, baseball. Baseball game. Baseball game. Baseball game. Baseball game. Okay, when does Mozart concert start? On Sunday. Uh-huh, on? Sunday. Okay. On Saturday or Sunday? Sunday. Saturday. On Saturday. Đâu, Mozart là vào on Sunday mà anh. On Saturday. Em đấm cái trận là on Sunday à? Chỗ nào nào? Cái mà Orupsia is Mozart concert on Sunday ấy. Lúc à, nhầm, đấy là buổi hòa nhạc. Ừ, đó là buổi hòa nhạc mà. Mozart concert on Saturday nhưng thì có Sunday ở đâu ra? Sunday, sao em viết chữ Sunday vào đây vậy? Em viết vào đây. Đây. Cái gì đây? À, Saturday. I'm sorry. Cái tại em viết sai. I'm sorry. Ok. What is the name of the writer at the university? What is the name of the writer at the university? What's the name? See what? What is the name of the writer at the university? Khó hiểu ghê, biết hỏi cái gì luôn. Cái tên của cái nhà văn ở trường học là tên là gì? Tên nhà văn trường học á? Ellen Lee.
And Bob is doing what for his birthday? What is Bob doing for his birthday? No. No, gì? Anh ở ngoài Bob làm gì mà ngày của anh ấy mà ngày kia của anh ấy mà. Cái gì? Anh nói gì? Em không chuẩn bị bài à? Có, nhưng mà đâu có ở trong bài đâu. Thế thì câu hỏi thế thì anh đọc phải thu trong bài mà. Thế này, tại vì đâu? What is Bob doing for his birthday there? À. Ok. Anh hỏi lại đi. Ok, Bob is doing what for his birthday? A baseball game. A baseball game? Watch baseball game? Watch baseball game? Em chuẩn bị hết rồi, bên trên em cũng chuẩn bị rồi. Nhưng mà em ở nó trong bên, em không đặt sang. Ok. Ừ. Có rất nhiều câu hỏi dễ ở đây. Now, in the next part I will ask some questions about you. Now, are you often late for meeting? No. Oh, are you on time? Okay, do you often on time or late? Ý hỏi là kiểu bạn thường đến cái lúc nào trong cuộc hẹn đúng không? Bạn thường đến đúng giờ hay là đến trễ? Trước. Oh, are you or do you often on time or late? Nghĩa là bạn thường đến đúng giờ hay là gì? Hay là trễ giờ? Đến đúng giờ. Đúng giờ là gì? Đúng giờ là gì? I'm not late. Tôi nói luôn đúng giờ thì nói nào? Đúng làm sao? Đúng nói nào? Tôi nói luôn đúng giờ. I always đúng cái gì? Tôi nói đúng giờ thì I always on time. On time. Oh. On time. I always on time. I always on time, okay. Mm. I always on time. And okay. Do you often late or okay. What would you do if you were late? What would you do if you were late? Sorry. Sorry. Say sorry. Okay. Do you often have a timetable for your work? Yes, I do. You often have a timetable? Mm. Really? You often have a timetable? Em thường có cái bảng kế hoạch làm việc mỗi ngày không? Có. Yes, I do. Uh-huh. Do you make a list of everything you have to do every day? Hàng tuần là... Em lập một cái bảng, gọi là cái list, danh sách công việc em phải làm mỗi ngày đúng không? Có. Hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày. Every day. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tất nhiên chứ không mà loạn đấy. Ok, now here we go. How often do you go to the cinema? No, I don't, because I don't have a time. When you have free time? Can I finish something wrong? Huh? Can I finish something wrong? No, I don't go because I don't have a time. Okay, you don't go to the cinema because you don't have a time, okay. Do you like watching football match?
No, I don't. Uh-huh. You don't like what you get? Okay. Because? I like music. Like music? Okay. Instead of watching football match. Okay. Now, that's all for the lesson. Okay. Do you have any question for this lesson? Nhưng mà anh thử hướng dẫn em vài câu hỏi, ví dụ em cần hỏi trong máy đi. Hướng dẫn đi em mới hướng dẫn gì nữa. Ví dụ như là nếu mà trong cái thời gian mà anh học lần đầu tiên ấy, mà anh học ấy, thì anh cũng sẽ học như em đúng không? Xong rồi nói với giáo viên như này, xong rồi tự mình kiểu như là nấu mình, xong rồi quay video mà độc thoại một mình, cái bài đối thoại này, này đối thoại này, đúng xong rồi quay video tự nói hả? Đúng rồi. Phần lớn thời gian mà anh dành thời gian là thời gian tự học, còn nó không có thầy cô giáo nào có thể đi theo em suốt cuộc đời cả. Ngày xưa anh học á, anh cứ bật một cái máy tính lên này, giáo viên là tức là không có giáo viên đâu, nó có một người thầy ấy, là người ta thu âm lại cái bài nói của người ta, xong người ta cứ hỏi anh ấy. Xong người ta hỏi phát anh trả lời luôn. Thì lúc đấy anh nói được thôi. Thì anh mỗi lần anh nói là như ông hỏi anh câu hỏi rất là dễ, xong rồi anh trả lời thì lúc đấy là anh trả lời đúng. Thì ông ấy nhắc lại, thì biết là mình nghe câu hỏi là mình đã hiểu câu hỏi đấy nhá. Là một lần học thì xong rồi mình trả lời câu hỏi là não mình đã tư duy bằng tiếng Anh rồi, là mình nói bằng một câu bằng tiếng Anh, thì thành ra là mình biết cách nói. Xong vì ông ấy nói lại một lần nữa, thành ra là mình lại vừa nghe vừa nói, mình nói sai thế nào mình lại sửa. Vậy có những bài anh thì nghe đến hàng trăm lần nữa. Chứ không phải là nghe xào xong rồi xong đâu. Thế nên là nó không chỉ đơn giản như vậy. Anh hỏi em là do you often have a timetable for your work? Thì em chỉ trả lời đơn giản là yes I have, yes I do. Thế là xong, coi như là em chẳng có nói gì thêm nữa. Thì thật ra nếu mà trả lời như thế thì nó cũng đúng, nhưng mà nó không phát triển về cái ngôn ngữ của em. Như là, yes, I often have a timetable for your work, for my work. I often make a list of everything I have to do every day. Thì em đã nói một câu, rất là hai ba câu nữa rồi. Chứ không thể nào lúc nào mình hỏi có gì không. Yes, I do. No, I don't. Yes, I have. No, I have. Thì bao giờ em nói được? Mình những câu mà anh nói như vậy là như em yes với no thì bọn trẻ con thôi, còn bây giờ mình lớn rồi, mình học theo kiểu tự chủ hơn thì mình biết được rằng cái gì là nó nên tốt với mình và mình phải phát triển nó ra. Thế còn mình yes với no thì thực sự là câu chỉ trả lời yes với no rồi thì anh cũng chịu, cũng chả biết phát triển nào với em cả. Ví dụ như là how often do you go to the cinema, thì em bảo là no, I don't go to the cinemas because I don't have free time. What about you? Em hỏi là anh. Thì vậy anh mới trả lời em. Thì lúc đấy nó tương tác hai chiều. Thứ nhất là nó hấp dẫn hơn. Thứ hai là em biết cách là mình nói chuyện với người nước ngoài. Người ta hỏi em ấy, em cảm giác như là mình hỏi như kiểu hỏi cung vậy. Em hiểu rồi. Mình chủ động trong việc học đi. Ví dụ như là mình chủ động trong việc mà mình trả lời, mình mở rộng ra, mình nói cả câu luôn, chứ mình đừng cái yes and no. Thật ra như vậy nó không thể nào tiến bộ đâu. Em trả lời cả câu, như là anh hỏi là when is the baseball game? Ví dụ em trả lời là at 7 chẳng hạn. Thì lúc đấy em có thể là the ball game start at 7 o'clock. Thì nó câu lên mình vừa học về ngữ pháp, thêm từ mới, rồi lại cả một câu nói tuân du hơn. Lúc đấy em mới phát triển được nha. Okay, hiểu rồi. Guys, thanks for your time and goodbye. See you. Happy night. Okay, hi. Okay, goodbye.